các bạn cùng lắng nghe tâm sự có tiêu đề Đêm tân hôn, chồng bắt tôi phải quỳ lạy một người mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Tôi và chồng quen biết rồi yêu nhau trong một lần đi sự tiệc cưới chung. Chồng tôi khi đó mới mất vợ được hơn 3 năm. Vợ anh bị tai nạn giao thông, mất ngay tại chỗ mà không kịp nhìn mặt anh lần cuối. Nghe một người bạn chung kể lại, anh và vợ yêu nhau 10 năm mới cưới, tình cảm giữa họ mặn nồng, đi đâu cũng đi chung, anh nổi tiếng là chiều vợ, thương cả nhà vợ. Có thể nói anh là một người chồng tuyệt vời. Nghe kể khi chị ấy mất, hàng đêm anh đều trải nệm ngủ ngay trước bàn thờ để chị không buồn. Hình cưới, hình gia đình, tài liệu, quần áo của chị, anh đều giữ nguyên trong một căn phòng riêng. Lúc đó tôi chỉ nghe rồi cũng chẳng nghĩ ngợi, nhưng chính anh đã chủ động xin số điện thoại, nhắn tin làm quen với tôi. Sau mấy tháng đi cà phê, ăn uống, anh tỏ tình và tôi đồng ý. Không phải tôi không nghĩ đến sự khó khăn khi làm người yêu rồi sẽ làm vợ anh, bởi anh vẫn giữ một phần tình yêu cho người vợ đã mất của mình. Nhưng tôi nhận thấy anh là mẫu người đàn ông của gia đình, và lại anh yêu người cũ cũng tốt hơn lăng nhăng ở bên ngoài. Bởi chị ấy đã mất rồi. Quan trọng hơn, sau một khoảng thời gian tiếp xúc, tôi đã yêu anh. Chuyện tình của tôi bị bố mẹ tôi phản đối họ sợ tôi sẽ khổ khi làm vợ một người đàn ông vẫn còn quá nặng tình với quá khứ nhưng chính anh đã dùng hành động chứng minh cho họ thấy là anh sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi yêu nhau hơn một năm tôi thường hay đến nhà anh chơi nhiều lần tôi muốn vào phòng anh cất đồ cho chị ấy nhưng anh không cho anh nói sợ tôi biết quá nhiều về chị ấy rồi lại bị ám ảnh ảnh hưởng đến tình yêu của chúng tôi tôi cũng cho là đúng nên không đòi hỏi anh nhiều nữa miễn sao anh vẫn yêu tôi quan tâm tôi là đủ đám cưới của chúng tôi diễn ra khá nhanh chóng gọn gàng chúng tôi chỉ đãi bạn bè ở bên nhà tôi vì anh đã từng tổ chức cưới một lần nên không mời khách lần hai khi rước dâu xuống nhà anh chúng tôi chỉ thắp hương ban thờ rồi ăn bữa cơm gia đình là xong đám cưới nhanh đến độ chỉ diễn ra trong nửa ngày chiều tôi có thể về lại nhà mẹ đẻ kiểm tra tiền mừng đêm tân hôn tôi tắm rửa sạch sẽ đợi chồng trên giường không ngờ anh lại mặc đồ chỉnh tề rồi bước vào yêu cầu tôi thay váy bằng một bộ đồ kín đáo. Tôi ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn làm theo lời anh. Thế rồi anh dẫn tôi vào phòng thờ, yêu cầu tôi phải quỳ lạy trước tấm ảnh vợ anh ba cái. Tôi không chịu. Tại sao tôi phải quỳ lạy vợ anh dù chị ấy đã mất rồi? Chị ấy nào phải tổ tiên ông bà mà bảo tôi lạy? Thấy tôi chần chừ chồng tôi nắm tay kéo tôi quỳ xuống. Chúng tôi giảng co một lúc, anh tức giận giơ tay đòi tát tôi vì không hiểu lễ nghĩa không biết cách sống tôi ức quá bật khóc bỏ vào phòng đêm tân hồn tôi nằm trong phòng thức trắng đêm trong nước mắt chồng tôi hình như bỏ qua phòng bên cạnh nơi cất giữ những món đồ của chị ấy để ngủ mấy hôm nay anh và tôi vẫn chiến tranh lạnh không lẽ tôi làm theo đúng ý anh phải quỳ lệ vợ anh thật sao tôi làm vợ anh đã là một sự thiệt thòi sao anh còn hà khắc với tôi như vậy <laughs> Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tâm sự Kẻ thứ ba giật mình ngã ngửa khi cô vợ nắm trong tay quần ác chủ bài không ai ngờ tới Bản thân của đàn bà là tìm cho mình người đàn ông thành đạt để an dàn, hưởng sự giàu có và xa hoa. Nhưng bản lĩnh của đàn bà chính là nằm ở chỗ không dựa chẳng vào bất kỳ một người đàn ông nào cả. Cũng như bao cô gái trẻ khác, mai học xong đại học tốt nghiệp và tìm một công việc phù hợp với đam mê để theo đuổi qua một năm chật vật cũng bắt đầu tìm được một công việc ổn định với mức thu nhập tương đối ở cái độ tuổi đôi mươi khi nhiều người còn đang loay hoay không biết đi về đâu mai đã vạch sẵn ra hướng đi cho mình trước khi bắt đầu tìm kiếm một người đàn ông đồng hành suốt quãng đường còn lại hôn nhân đối với cô chính là sự thoải mái nhất khi cả hai đều có mọi thứ trong tay không ai lệ thuộc kinh tế vào ai mỗi người đều phải có sự thành công nhất định. Thế nhưng trớ triều thế nào khi thành công lên tới đỉnh cao, mai vô tình gặp tùng, một người đàn ông mới bắt đầu sự nghiệp sau những thất bại tuổi trẻ. Tình yêu của họ diễn ra, mai đóng vai trò chủ đạo, một mặt chu cấp kinh tế giúp người yêu làm ăn, một mặt trở thành chủ dựa tinh thần vững chắc cho người yêu. Người ngoài nhìn vào thấy họ sánh đôi, nhiều người lo sợ mai là người chịu thiệt, nhưng tình yêu nào cũng có sóng gió mai không sợ thiệt hết lòng với tình đầu dựng tưởng tình yêu cứ thế êm đềm trôi thì hôn nhân sẽ là cái kết không xa của cả hai người ai ngờ đâu cho tới khi sự nghiệp của anh đang lên tình yêu của cả hai bắt đầu rơi vào nguội lạnh sau những tháng ngày yêu thương mặn đồng với bốn năm bên nhau tùng bắt đầu chán cảnh bản thân bị chi phối bởi một người thành đạt anh lo sợ việc đến một ngày khi cả hai kết hôn người làm chồng không phải là mình mà là mai chính những suy nghĩ không đâu khiến anh dần dần ít trò chuyện hơn với người phụ nữ của đời mình anh bắt đầu tách công việc làm ăn của mình riêng để dễ bề quản lý trong thời gian ấy anh lại gặp một nhân viên mới vào làm tên hân chính độ tuổi xích soát nhau khiến anh và cô gái kia tâm đầu ý hợp dễ dàng chia sẻ mọi chuyện hân là cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn nổi tiếng là người khéo đầu mỏ gặp được một người đàn ông có sự nghiệp, có nhà, có xe như tùng giống như việc gặp được con mồi béo bở. Hân sẽ không ngại ngần mà ra sức cầm cưa, dù cô biết thừa rằng Tùng là chậu đã có hoa, thậm chí còn biết rõ ràng về việc hai người đã sâu đậm hơn 4 năm trời và từng nghĩ tới việc kết hôn. Mọi kế hoạch của Hân dần được hoàn thành phần nữa, mọi chài được Tùng rồi công khai thách thức mai. Hân tưởng rằng mình sẽ hoàn toàn nắm chắc phần thắng trong tay, bèn tìm cách hẹn mai ra đối chuyện. Cuộc gặp giữa hai người đàn bà tại nhà hàng sang trọng không khiến cô ngạc nhiên, nhưng sự xuất hiện của một vài người phụ nữ xinh đẹp đi cạnh khiến Hân có chút chột dạ, sợ mình bị túm tóc đánh ghen ngay tại trận. Hân liền hẹn Tùng ra đối chuyện. Không để cuộc chạm trắng diễn ra vô nghĩa, Mai cười nửa miệng rồi hỏi, Sao vậy? Cô muốn gặp tôi là có chuyện gì? còn lôi cả anh Tùng ra đây nữa sao? Sợ bị chúng tôi đánh ghen hội đồng à? Tôi muốn thay mặt anh Tùng nói cho chị biết, anh ấy đang hẹn hò với tôi mà chán ngấy chị rồi. Mai nghe xong câu nói, nhìn sang người yêu. Thấy anh không nói gì, cô chút xót xa. Tôi đâu có cấm. Mai đáp lại thẳng nhiên. Cô biết vậy thì tốt, vậy thì sớm mai mau dọn đồ, rời khỏi nhà anh ấy đi. Hân đắc thắng nói tiếp, vừa nghe xong Mai bật cười thành tiếng. Người phải đi là anh ấy, không phải tôi. Cơ ngơi này một tay tôi dựng, xe hơi một tay tôi mua, đồ đạc một tay tôi sắm. Thậm chí đến quần áo anh ấy mặc cũng đều là tôi mua. Tùng muốn đi, tốt thôi. Nhưng nhớ trả hết tất cả mọi thứ tôi mua, thậm chí cả đồ lót. Còn chức vụ, Tùng không ngoan tách ra. Thì tôi thí cho, nhưng chỉ trong một tuần tôi có thể khiến cả chi nhánh của anh ta sập. Mai tức giận, gần giọng khiến hơn bàn hoàng chết lặng hân giật mình gã cửa khi không biết rằng mai đang nắm trong tay quân ác chủ bài không ai ngờ tới là tiềm lực kinh tế e rằng công cuộc đào bỏ với trai giàu của cô không thành công bà phải ôm thêm cục nợ vào người rồi đây là Mời quý vị và các bạn cùng nghe tâm sự có tiêu đề Chàng trai bị bạn gái hủy hôn và đưa ra quyết định đau lòng Chỉ vì lỡ có một phút giây sơ sẩy với người yêu cũ Phòng năm nay 32 tuổi, có một công việc ổn định, lương cao và đã có một căn hộ riêng Anh đã trải qua hai mối tình nhưng cuối cùng vẫn hoài tay trắng vì hai người con gái mà Phong đem lòng yêu đều sống quá thực dụng, lần lượt phản bội anh. Hoài là mối tình thứ ba, cũng là cô gái anh nguyện gắn bó suốt cuộc đời mình. Thế nhưng mọi dự định cho một đám cưới linh đình và cuộc sống hôn nhân hạnh phúc đã vỡ tan chỉ vì một việc ngoài ý muốn. Khi Phong đến với Hoài, cô vẫn đang là cô sinh viên mới tốt nghiệp ra trường và loay hoay tìm kiếm một công việc ở thành phố chính phong đã phỏng vấn và chọn cô vào công ty làm việc hoài là nhân viên mới nhưng cô luôn biết cách học hỏi và tiếp thu nhanh công việc phong tán tỉnh hoài được vài tháng thì được cô chấp nhận lời yêu hoài là người con gái đầu tiên khiến anh có cảm giác bình yên khi ở bên cạnh hoài không thực dụng hay đòi hỏi anh phải công phụng điều gì cả bên nhau được một thời gian ngắn cả hai đã bắt đầu xảy ra chuyện ấy Đêm đầu tiên Hoài đã khóc rất nhiều vì sợ hãi khi thấy một dòng máu đỏ tươi trên thảm giường. Phòng đã siết chặt cô trong vòng tay và an ủi người yêu rằng mọi chuyện sẽ ổn bởi bản thân anh lúc này đã có thể làm chỗ dựa vững chắc và cho cô một cuộc sống hôn nhân trọn vẹn. Cho đến hơn 2 tháng sau, Phòng nhận được một thiệp mời dự họp lớp đại học. Anh đã vui vẻ rủ Hoài đi chung. Khi ấy, Hoài còn thông báo rằng cô đã có thai được hơn 5 tuần, khiến cho Phong rất vui mừng. Anh và Hoài đã tính đến chuyện đi mua nhẫn và tổ chức cưới sớm. Buổi chiều hôm ấy, lúc Phong dẫn bạn gái đến thì mọi người đã có mặt đông đủ. Điều khiến anh ái ngại nhất là trong số đó có cả Nhi, cô người yêu cũ. Nghĩ chuyện quá khứ đã qua lâu rồi, giờ cả hai cũng có cuộc sống riêng nên Phong cố gắng tỏ ra bình thường cốt là để cho Hoài khỏi suy nghĩ lung tung. Bữa tiệc ở nhà hàng diễn ra rất suôn sẻ. Phong thấy nhẹ nhõm trong người vì anh và Nhi đều cố tránh chạm mặt nhau để không gây hiểu lầm cho Hoài. Thế nhưng mọi chuyện đi xa và tồi tệ hơn anh nghĩ. Ăn uống xong bạn bè rủ Phong đi hát. Dù cố từ chối nhưng cuối cùng anh đành chiều lòng đám bạn. Tại quán, Nhi đã cố tình uống say và bấm chọn bài hát mà ngày xưa Phong và cô ấy vẫn song ca. Anh vội từ chối với lý do đau cổ họng nhưng lại bị tụi con trai kéo lên cho bằng được. Phong quay sang nhìn thái độ của Hoài, thấy cô không có biểu hiện gì khó chịu nên anh miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên trong lúc đang hát say xưa, Nhi đã chủ động nắm tay Phong khiến anh rất khó xử. Sau đó cô ấy còn kéo tay Phong vòng qua eo như muốn chọc tức Hoài. Anh cố tránh những cử chỉ thân mật quá đà của cô người yêu cũ. Nhưng do mãi nhìn hoài mà Phong không để ý. Nhi nhanh chóng kéo anh xoay người và bất ngờ hôn. Không thể chịu đựng được cảnh tượng trước mắt. Hoài bỏ đi trong tức giận. Sau hôm ấy, Phong không thể nào liên lạc được với Hoài. Cô cũng xin nghỉ việc ở công ty một thời gian. Phong gần như hóa điên khi lục tung khắp thành phố mà không biết tung tích Hoài cô ấy còn đang mang thai đứa con của anh anh không lo sao được thế rồi một tuần trôi qua hoài tìm đến anh với khuôn mặt rừng rưng và tuyên bố thẳng thừng em không muốn tiếp tục chuyện tình cảm nữa và em cũng đã bỏ đứa con đi rồi để lại nó chỉ thêm phiền phức những lời nói của hoài như từng nhát dao đâm vào một người đàn ông sắp làm bố như phong anh nhất định không tin vì nghĩ cô đang giận dữ mà mất khôn Em nói cái gì lạ vậy? Chuyện chẳng có gì để đến mức em phải cắt đứt liên lạc với anh cả tuần qua. Sự thụ động của anh ngày hôm ấy không phải em không nhận ra. Em phải tin anh, anh không có ai khác ngoài em, nhi chỉ là người yêu cũ mà thôi. Nhưng khi Hoài đưa cho anh bằng chứng về việc cô đã đi phá thai, thì phong xúc đến tím tái mặt mày. Hoài có thể giận dỗi, trách mắng và trừng phạt anh bất cứ điều gì nhưng tại sao lại ra tay tàn độc với đứa con còn chưa thành hình hài như thế sự việc hôm ấy với nhi là do cô ấy cố tình còn anh nào có tội gì anh còn chưa kịp giải thích thì hoài đã nhẫn tâm làm điều sai lầm ngồi một mình trên ghế thẫn thờ lần đầu tiên trong đời phong đã khóc anh khóc vì tiếc nuối quá khứ hạnh phúc với hoài và khóc vì niềm hạnh phúc lớn lao sắp được làm bố đã vỡ tan chắc sẽ còn lâu nữa vết thương trong lòng anh mới có thể nguôi ngoai. Dù sao Hoài cũng có lý do của cô ấy, nhưng sự thực đâu phải anh sai. Tại sao không thể ngồi lại cùng nhau nói chuyện trước khi đi đến một quyết định vội vàng nào đó? Đây là